Vòng loại Euro 2024 đang diễn ra vô cùng căng thẳng, và đội tuyển Anh hiện đang dẫn đầu bảng C sau 5 trận bất bại. Mặc dù đã có trận hòa đáng tiếc trước Ukraine cách đây một tháng, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn nắm ưu thế trong cuộc đua ở bảng đấu này. Họ chỉ cần thêm 3 điểm từ 3 trận đấu còn lại để đảm bảo suất tham dự vòng chung kết Euro 2024. Trong khi đó, Italy, nhà đương kim vô địch Euro, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lực lượng của đội bóng này đã bị tổn thất sau cuộc điều tra liên quan đến một số cầu thủ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của những cầu thủ còn lại. Hiện tại, đội tuyển Anh dẫn trước Italy 3 điểm trong bảng C. Tuy cục diện chưa hẳn xấu đối với Italy, nhưng đủ để làm lo lắng các cổ động viên. Nếu không thắng đội tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti sẽ phải đối mặt với áp lực lớn ở hai trận cuối gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bắc Macedonia và Ukraine. Đội tuyển Anh đã thi đấu ấn tượng với chuỗi 7 trận không thua kể từ sau World Cup 2022. Trong vòng một năm qua, Tam Sư chỉ thất bại một lần ở tứ kết World Cup 2022 trước đội tuyển Pháp. Họ duy trì thành tích hoàn hảo tại sân nhà, giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu ở vòng loại Euro 2024. Trong trận đấu gần đây với Australia, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng dưới sự khó khăn. Tuy nhiên, sự trở lại của những trụ cột phong độ cao như Harry Kane và Jude Bellingham làm tăng sức mạnh của đội chủ nhà. Harry Kane đã ghi 8 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga, trong khi Bellingham cũng có thành tích ấn tượng tại Real Madrid. Trong khi đó, chuỗi bất bại của Italy đã kéo dài đến 4 trận, bao gồm trận cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini và 3 trận do huấn luyện viên Spalletti dẫn dắt.